Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Lê Thị Hương Lan, là sinh viên khóa 3 của Đại học EdX, mã số sinh viên CUV021HB008. Và như bài hôm trước thì chúng ta đã được ngồi học môn nguyên lý kế toán, và ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về 6 cái định nghĩa mới nữa. Đó là tài sản là gì, nợ phải trả là gì, vốn chủ sở hữu là gì, thu nhập là gì, khái niệm về chi phí và cổ tức là gì. Thì nó đơn giản, tài sản là gì? Tài sản là một cái quyền được gọi là chủ sở hữu, trong đấy nó có vật, với cái ý nghĩa rằng là không mang một cái phạm trù pháp lý nào gì hết. Vật đây thì nó rất là rộng thôi, nó bao gồm các vật chất theo nghĩa rộng như là động vật, thực vật, rồi ở mọi trạng thái. Thì ở cái tài sản đấy là nó sẽ thuộc vào quyền sở hữu, là vật, là tiền, là giấy tờ mà kiểu là trên cái quyền tài sản của mình. Thì hoặc là bất động sản cũng gọi là cái tài sản hiện có và cái tài sản mà hình thành trong cái tương lai sắp tới nữa. Thì do cái sự phát triển hiện tại thì cái vật tài sản ấy là cái tài sản không chỉ tồn tại trên cái sự mà hiện hữu, là bao gồm những cái sự vật hiện tượng, cái sự vật mà đã có sẵn, mà nó còn là những cái mà sắp có hoặc là trong tương lai sẽ có, thì nó cũng gọi là tài sản. Và chúng ta phải phân biệt được giữa tài sản và hàng hóa, tài sản khác và hàng hóa khác. Tài sản là cái sản phẩm mà do con người tạo ra, có cái giá trị mà để có giá trị để giá trị sử dụng nó khác với cả hàng hóa. Vậy thì nợ phải trả là gì? Nợ phải trả thì nó là một cái tiền, một cái số tiền nợ của một cá nhân này hoặc là một cái công ty nào đấy, mà sau khi mà chúng ta bán hàng, chúng ta dùng dịch vụ, dùng các cái mọi thứ cho cái doanh nghiệp của mình, nhưng mà cái doanh nghiệp của mình chưa thanh toán, vì bởi vì chúng ta đã mua rồi, cái hình thức gọi là hình thức thương mại do ngân hàng hoặc là do tín dụng, bất cứ một hình thức nào đấy, thì cái nợ phải trả đấy thì là nó là cái nghĩa vụ mà cái doanh nghiệp phát sinh từ cái giao dịch trước ấy, mà đã giao dịch qua rồi thì doanh nghiệp phải thanh toán từ cái nguồn lực của mình, nghe, từ cái tài chính mà mình kiếm ra được, thì cái doanh nghiệp đấy phải trả cái nợ khi mà có một cái lãi suất hoặc là khi mà có tiền, thì cái yếu tố đầu tiên mình phải trả đó là cái nợ này. Trước khi trả tiền cho các công nhân hay là các dịch vụ khác thì cái nợ phải trả này là phải cái là cái số tiền mà ưu tiên phải trả trước. Thì thường thường có hai loại nợ, đó là nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Thì trong cái khoản nợ dài hạn thì sẽ có trong một năm hoặc là các cái hoạt động, cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh khác nữa phát sinh, như là kiểu nợ phải trả người bán hay nợ phải trả công nhân viên rồi thuế. Hoặc là cái còn đâu cái nợ dài hạn thì là cái những cái khoản nợ có thể là trên một năm của doanh nghiệp, nó gồm như là vay ngân hàng này, phát triển, rồi là nợ thuế tài chính, vân vân và mây mây. Vậy thì chúng ta có thể hiểu hỏi rằng là vốn chủ sở hữu là gì? Thì vốn chủ sở hữu là các cái nguồn vốn thuộc chủ sở hữu của một cái doanh nghiệp, của một cái thành viên nào đấy trong cái công ty liên doanh, hoặc là các cái cổ phần ấy, cái cổ đông trong cái công ty đấy. Thì để có thể cùng nhau mà cùng hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng chia sẻ là tạo ra những cái lợi nhuận chung của doanh nghiệp, cũng như là cùng gánh chịu những cái khoản lỗ hoặc khoản lãi khi mà chúng ta cùng nhau sở hữu hoặc là cùng nhau đồng hành trong cái nguồn vốn đấy. Thì vốn chủ sở hữu là cái những cái nguồn mà tài trợ thường xuyên luôn cho cái doanh nghiệp đấy, mà chỉ khi nào mà cái doanh nghiệp đấy nó ngừng hoạt động, nghĩa là nó phá sản đấy, thì lúc đấy cái đơn vị mà dùng tài sản của đơn vị ấy, thì đầu tiên là phải ưu tiên trả nợ cho các chủ trước. Sau đấy thì chúng ta sẽ chia cho các chủ sở hữu theo tỷ lệ vốn góp của họ, nghĩa là họ đóng bao nhiêu thì họ họ đóng góp vào công ty bao nhiêu, chúng ta sẽ chia lợi nhuận như thế. Thì hiểu đơn giản hơn là chủ sở hữu sẽ là bằng tổng số tài sản của doanh nghiệp trừ đi số nợ phải trả. Và kiểu chúng ta sẽ có những cái vốn như kiểu vốn cổ phần này, giá trị cổ phiếu quỹ này, chênh lệch đổi tiền tệ, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận
lợi ích cổ đông, rồi rất là nhiều những cái khác nữa. Vậy thì khi mà chúng ta phải trả tiền cho vốn chủ sở hữu rồi, thì khi mà như thế thì thu nhập chúng ta sẽ ở đâu và thu nhập là gì? Thì thu nhập là cái khoản của cải thường được tính ra bằng tiền của một cá nhân này, một doanh nghiệp, hay là dựa trên một cái nền kinh tế nào đấy trong một khoảng thời gian nhất định, từ cái công việc này sang công việc khác, những cái dịch vụ bán hàng hoạt động nào đấy, thu nhập các lãi từ lương, tài sản cho thuế, lợi nhuận kinh doanh, nó có thể thu nhập từ tất cả các nhiều các cái nguồn khác nhau từ cái việc sở hữu giấy tờ đấy. Vậy chi phí phải trả là gì? Bản chất của chi phí phải trả là những cái yếu tố trung tâm của công tác quản lý hay là hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nào đấy, khi mà được nhìn nhận theo nhiều cái góc độ khác nhau, và mỗi chi phí sản xuất sẽ có những cái hao phí lao động khác nhau và những cái lao động hóa phát sinh trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, tùy vào cái nguồn lực hay là cái tài sản cụ thể sử dụng trong sản xuất kinh doanh. Và cái những cái nhận thức về chi phí có thể khác nhau, về quan điểm, về hình thức, về thể hiện chi phí, và tất cả các phí lao động và hao phí tài nguyên, về kể cả hữu hình và vô hình, thì nó là vật chất và lao động. Còn đâu những cái phí hao mà gắn liền với kinh doanh thì trong doanh nghiệp thì chúng ta có thể nói đến kiểu phí chi tiêu hoặc là phí với vốn gắn liền với cả các cái sản xuất kinh doanh đấy. Và khái niệm cuối cùng chúng ta muốn tìm hiểu trong ngày hôm nay đó là cổ tức là gì. Thì định nghĩa về cổ tức thì theo mình hiểu thì cổ tức là một cái lợi nhuận ròng mà được trả cho mỗi cái cổ phần bằng tiền mặt sau khi mà từ tài sản nguồn lợi nhuận của công ty, sau khi mà đã thực hiện nghĩa vụ tài chính. Về tài chính nghĩa là đã trả hết tất cả những cái nghĩa vụ như là vốn chủ sở hữu, rồi là nợ phải trả tất cả các thứ rồi, thì lúc này thì chúng ta sẽ chia lợi nhuận theo từ lợi nhuận còn dư ra để chia cho các cổ đông. Và với những cái phần ưu đãi cho các nguồn tổ chức và khoản chi trả của lợi nhuận của công ty. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.